Chào các bạn nha, bữa nay mình quay ở cái đường ở trong đồng nhà mình nha các bạn ơi. Mình đang chạy xe, mình vừa quay nên nó hơi giật, các bạn thông cảm nha. Đây là cái đường này, đường kinh ở trong cái nét. Hôm nay mình tính vô trong kia mình quay cái chỗ đó rất là đẹp luôn các bạn, nhưng mà mùa dịch này người ta không cho mình vô, các bạn thông cảm. Để lần nào hết dịch thì mình vô mình quay cho các bạn xem nha. Đang chạy vô cái khu du lịch mà mình tính định quay cái khu du lịch đó, cảnh nó rất là đẹp, nhưng mà mùa dịch này người ta không cho mình vô quay nên quay không được các bạn ơi. Lúa mình đây chỗ đều nha các bạn, chắc cỡ hơn nửa tháng nữa chắc có thu hoạch, có cắt rồi đó. Để quên đó. Này cái đường này giật ở này dọc. Đây các bạn, đây là ruộng lúa này, không phải là nhà mình nha, nhưng mà của người ta nha. Đây ruộng lúa nhiều lắm. Vòng quá các bạn ơi, đường nhảy vòng quá trời vòng mà quay nó giật quá, các bạn thông cảm nha. Đấy. Đường này nó bể tùm lum hết này, đường trong ruộng này, ở đây cũng có quá cắt làm nhà nhiều nha. Để chắc mình quay ít quá các bạn ơi, đường này nó vòng quá, tận quay nhé, tận nữa các bạn ơi. Đây mà lúa mà cắt rồi vô mấy con kênh này bắt ếch nhiều, hơi bị nhiều luôn các bạn. Đây xứ này là hơi bị ăn bệnh ăn lành luôn các bạn ơi. Đây quê hương xứ sở này, đây có con mèo các bạn, nó thấy mình nó chạy xuống cái ruộng rồi, đây chạy ra nó tiêu. Bên này có con mèo nè, ra đây chắc nó gần chuột hay gì đó. Rồi hôm nào mình với bạn mình đi đi săn trái rồi mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Cua này dân cái con bồ cắt kìa, cua này hai ba con nè, cua loại này sáng mình bắn được hai con ba con các bạn, cua có dạng lắm. Sáng gần sáng ra để ba phát ba con luôn. Thấy ở đây cái mấy con bồ cắt to, to bự quá các bạn ơi. Đây. Nén hơi bị nhiều luôn rồi nha, mấy nén này là hơi bị ngon luôn á. Nén này là bảo đảm các bạn là mình bắn chết xiềng luôn đó, nhưng mà giờ mình đang quay phim mà không bắn được không. Đấy, bữa nào mình đi săn rồi mình sẽ bắn luôn đó các bạn, mình sẽ nướng đãi các bạn luôn nha. Thôi các bạn ơi, mình quay chút xíu thôi, mình quay cho các bạn xem này, dưới đây cá quá trời luôn nè. Thì mình chạy một tay mình cái con đường này nó bị bể nha, anh quay nó bị ấy quá trời. Đây là các bạn ơi, cây châm này á, này là cây châm nha, thì cháy dữ lắm luôn á các bạn, chắc này cháy trên đó nhóc chừng mình cháy nhỏ nhỏ không, chắc mình leo không được đâu, leo được nhưng mà mình vừa leo vừa bẻ hay sao mà mời các bạn được. Đây các bạn, kinh này cá lắm nha, cá ngớp quá trời luôn nè, này mình cua lại cho các bạn xem nè, đó sao ấy, cá ngớp quá trời luôn đó. Đó, các bạn thấy cá ngớp không? Hơi bị nhiều luôn á. Thôi mình tua lại nha bạn, tua gần quá nó. Đấy.
Này lúa thì gần nhà mình thôi chứ không có gần nha các bạn. Đó. Đó là cái núi sập nãy mình tính quay cái khu đó cho các bạn xem mà dịch thì người ta không cho mình vô cái khu đó nên mình không quay được, các bạn thông cảm nha. Để bớt bớt dịch người ta cho mình vô mình sẽ quay cho các bạn nghe xem nha. Còn các bạn thấy cái nhà trắng trắng chỗ đó không? Là cái chùa của cô ruột Lệ Thủy nha các bạn ơi. Đó, à, cô ruột Lệ Thủy đó. À, mỗi năm mà gần Tết là Lệ Thủy hay xuống đây để ủng hộ bà con dưới đây nha. Chứ làm từ thiện ở đây rất nhiều nha. Đây là khu trong đó là nhà của người ta nha. Thôi bữa nay mình quay chỉ bao nhiêu thôi để cho các bạn xem thôi, mà mình đi có mình là mình không có quay được nhiều, các bạn thông cảm nha. Còn có ai biết cái này không? Nếu có ai biết là để lại cho mình một bình luận nha. Đây đó, có ai biết cái này để lại cho mình một bình luận nha, cho mình biết nha. Nào, quay cận cảnh cho các bạn xem luôn nè. Đấy, bữa nay nó không có chín, đây nó ít trái quá nên không có trái chín. Nếu có trái chín mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Trái này ăn rất là lên thuốc luôn các bạn. Mấy người mà bị huyết trắng đồ này kia rồi, người phụ nữ mà bị huyết trắng á, là ăn trái này rất là ok nha. Ăn trái này có thể trị được huyết trắng đó, nhưng mà ăn cũng ngon. Ai không biết ăn thì ăn nó không ngon, nhưng mà biết ăn ăn cũng ngon, mà cái nó hột nhiều lắm. Chủ yếu là mình ăn làm thuốc thôi, cây trăm này thì không có trái. Còn cây đằng đó thì có trái nhiều các bạn đó, cây to đó có trái nhiều lắm. Một mình leo lên được đâu, có bữa nào có một bạn đi theo rồi nó leo lên, hoặc mình leo lên nha các bạn. Thôi các bạn nào yêu kìa, đằng đó người ta trồng ổi không đó, các bạn xem thấy không, cái chỗ mà trắng trắng đó, chỗ mà bông trắng quá trời đó, đó đó chỗ này nha các bạn. Đấy chỗ đó đó, có chỗ cái mã đó là chỗ đó người ta trồng ổi đó. Thôi các bạn nào yêu thích Sơn để lại Sơn một cái bình luận và một cái chia sẻ nha, chứ một cái like nha, để mình còn tiếp tục cái video, những cái video hay hơn nha. Thôi chào các bạn nha, chúc các bạn xem video thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Thôi bye các bạn nhiều nha.